Xin chào anh chị và các bạn. Trong quá trình làm việc, nếu như mình gặp cái trường hợp mà có nhiều khoảng trống thừa ở chủ dữ liệu của chúng ta như thế này thì đừng có ai ngồi xóa tay nha, mất rất nhiều thời gian luôn. Thay vì vậy, chúng ta hãy dùng hàm trim. Hàm này cho phép chúng ta xóa đi những khoảng trống thừa trong chuỗi ký tự, và bây giờ chỉ cần điền dữ liệu xuống nút ô bên dưới rất là nhanh thôi. Thì sau đó chúng ta sẽ chọn copy và paste dữ liệu lại. Nhớ là chọn những cái việc mà paste value này nè, cái số 1 2 3 ở đây ha, thì nó sẽ giúp chúng ta giữ lại giá trị và xóa đi công thức. Nếu anh chị cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích nha.